cả nhà. Đây là nửa chiếc váy còn lại của mình. Mình đã cắt xong để tiếp tục lên phần 2. Nếu bạn nào chưa xem phần 1 thì mời xem lại để biết được cách mình cắt vải như thế nào để không bị nối nhé. Bây giờ mình cùng bắt tay vào làm nha. Mình tiếp tục móc vòng 3 cho xong. Rồi xong vòng 3, các bạn móc vô cái mũi đầu tiên, khóa lại, kéo qua luôn. Rồi tiếp tục các bạn lên vòng 4, móc 3 mũi móc xích xuống, một mũi móc kép vô cái ô đó luôn. Rồi các bạn móc 2 mũi móc kép đơn, mỗi ô một mũi. Một mũi móc kép đơn, thêm một mũi móc kép đơn. Rồi xuống một mũi móc xuống móc kép đôi. Cho hai mũi móc kép vào một ô này. Tức là vòng này các bạn cứ lên một mũi móc kép đôi và hai mũi móc kép đơn hết cái vòng 4 này. Các bạn thấy vải thun móc có dễ không? Rất là dễ luôn, nó mềm. Cắt thì hơi cực một chút nhưng mà móc thì dễ. Rồi coi như các bạn móc cho xong cái vòng 4 này đi. Bây giờ nó to ra, bây giờ móc to ra cho nên nó hơi vướng một chút đó các bạn. Rồi coi như xong vòng 4. Móc qua luôn. Các bạn thấy có tròn không? Rồi bây giờ bắt đầu lên vòng 5. Móc bắt đầu lên 3 mũi móc xích tiếp. Xuống một mũi móc kép ngay cái ô đó luôn. Lúc đầu bao giờ các bạn cũng làm hai mũi vô một ô. Rồi thêm 3 mũi móc kép đơn, 1 2 3 rồi kế tiếp là các bạn móc 2 mũi móc kép vô một lỗ. Vòng này thì cứ một móc kép đôi, 3 móc kép đơn hết cái vòng này luôn. Các bạn cứ theo cái mẫu giấy mình viết, các bạn làm đúng theo đó là các bạn móc nó sẽ tròn đều, cũng đơn giản lắm, không có gì
khó. Tại vì cắt nhiều quá cho nên mình cắt nó cũng không có được đều. Chỗ thì to, chỗ thì bé. Nhưng mà mình móc xong thì nhìn nó cũng ok. Rồi mình móc cho xong cái vòng này đi. Các bạn có thể kiếm những vải thun giống như vậy này các bạn, mà các bạn không muốn dùng nữa, các bạn có thể làm giống mình, tại vì vải nó có nhiều màu sắc nhìn nó đẹp. Rồi xong vòng này các bạn khóa nó lại. Bắt đầu lên 3 mũi móc xích. Xuống 1 mũi móc kép. Móc thảm theo cái mẫu này cũng dễ lắm các bạn, đơn giản. Vòng 6 thì cứ một mũi móc kép đôi và 4 mũi móc kép đơn. Các bạn nhìn thấy vải móc có dễ không? Rất là dễ luôn, rất là mềm mại, nhẹ nhàng, không có gì khó khăn hết.
Rồi coi như là xong cái vòng này. Thêm một mũi nữa. Quá lại. Sang vòng mới các bạn bắt đầu lên 3 mũi móc xích. Xuống một mũi móc kép. Vải móc rất là sướng tay luôn đó các bạn, nó mềm. Một mũi cắp kép đôi. Vòng 7 thì cứ một mũi móc kép đôi, 5 mũi móc kép đơn. Các bạn thấy móc bằng dây vải có nhẹ không? Rất là nhẹ luôn. Coi như phần 2 thì mình móc tới đây là xong nha các bạn. Rồi coi như là mình xong vòng 7, mình khóa nó lại là xong. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Mời các bạn xem tiếp phần 3 để thấy kết quả như thế nào nha. Xin chào và hẹn gặp lại.